Anna rừng Buôn Đôn xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là phiên ngày 30 tháng 6 năm 2023. Hôm nay có 15 đơn để chia sẻ cho cả nhà, gồm có đai trâu này, cáo này cả nhà, đơn combo này, địa lan luân vàng, cẩm cù. Cả nhà ai yêu đơn nào thì liên hệ vào số điện thoại 0337781128 hoặc số điện thoại 0332155318 nhé cả nhà. Nay có nụ, nấm liêm xanh nhé cả nhà, nấm liêm xanh này. 1 ký 600k nhé cả nhà. Cái này có thể sắc nước uống này hoặc ngâm rượu rất là tốt nhé cả nhà. Công dụng của nó là phòng ngừa ung thư này, giải độc gan này, giải độc cơ thể rất là tốt nhé cả nhà. Uống như trà hoặc ngâm rượu ok. 600k 1 kg nhé cả nhà. Đơn số 1 đi vào đơn số 1. Đơn số 1 này, đơn 220k nhé cả nhà. Đơn rau này nhé. Đơn số 1 này 220k này. Một cây nhé, lá mít này. Hai cặp lá. Cây số 2 này cũng hai cặp lá. Cây số 3 này. Cây số 4 này. Đơn này 220k cho đơn số 1. Đơn số 2 là đơn cáo nha cả nhà. Cáo thuần chậu có 4 thân. 1 2 3 4 thân. 200k nhé cả nhà. Cáo thuần đại thuần chậu rồi. 200k một chậu cáo. Đơn số 3 là đơn combo. Rất là nhiều loại nhé cả nhà. Gồm có sóc này, bạch ngọc này, quế tím này. Bế có nhạn đấy nhá cả nhà, có hai cây nhạn này. Đây, có hai cây nhạn. Đơn này chia sẻ cho cả nhà 150k. Với lại là có lan ma này, đây lan ma này. Đơn số 4 là đơn combo gồm có kiếm này, báo hỷ này. 100k nhá cả nhà. Cẩm cù trái tim này, tiểu hoàng đỏ. Đơn này chia sẻ cho cả nhà 100k cho đơn số 4. Đơn số 5. Đơn số 5 nhá cả nhà. Đơn số 5 này. Đơn số 5 chia sẻ cho cả nhà đơn này 100k nhá. Địa lan luân vàng nhá cả nhà. Đơn này chia sẻ cho cả nhà 100k địa lan luân vàng. Đơn số 6. Đơn số 6 là đơn trâu, đơn này chia sẻ cho cả nhà 150k. Có một cây này. Hai này, hàng rời nhá. 3 này. 4 này và 5 nhá. Là mít. Chia sẻ cho cả nhà đơn này 150. Đơn số 7 là đơn cẩm cù nhá cả nhà. Cẩm cù lá xếp đơn này 100k. 1 2 3 và 4 nhá cả nhà. 4 khúc cẩm cù này chia sẻ cho cả nhà 100k. Đơn số 8. Đơn này cùng 100k nhá cả nhà. Có 1 này, 2 3 này. 4 5 nhá. 5 khúc cẩm cù chia sẻ cho cả nhà 100k cho đơn số 8. Đơn số 9 là một đơn combo gồm có hoàng nhạn tháng 4 nhá cả nhà, rất là đẹp nhá. 380k cho đơn số 9 này nhá, rất là đẹp, rẻ, vừa đẹp vừa rẻ luôn. Có một cây này. Hai cây tam bảo sắc nha, hoàng nhạn tháng 4 nhá cả nhà. Hai cây hoàng nhạn tháng 4 rất là đẹp luôn. Với một cây trâu này. Hai cây trâu này. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Cúc này 3 cây rồi nhá. Đơn này chia sẻ cho cả nhà 380k cho đơn số 9. Hoàng nhãn rất là đẹp luôn nhá cả nhà. Đơn số 10 là đơn đai trâu, đơn này chia sẻ cho cả nhà 200k. Có một cây trâu này. Cây số 2 này. Và cây số 3 này, hai cây nhá cả nhà. Chia sẻ cho cả nhà 200k. Đơn số 10. Đơn số 11. Chia sẻ cho cả nhà 100k luôn. Cẩm cù nhá cả nhà, cẩm cù nguyên bản 1 này, 2 này, 3 này, 4 5 6 này, 7 8 9 khúc nhá cả nhà. 2 4 6 8 khúc. 8 khúc này, 8 khúc nhá. 100k. Đơn số 12 là đơn rau. Đơn này 200k. Cũng có một cây rau này. Hai cây này. 3 này. Lá tròn nhé. 4 này. Và 5 nhé. Lỗi, lá tròn. Chia sẻ cho cả nhà 200k cho đơn số 12. Đơn số 13, đơn này 170. 3 cây rau. Nguyên bản 1 này. 2 này. 3 này. Và 4 nhé. 4 cây 2 170k cho đơn số 13. Đơn số 14, đơn này một cặp trâu rất là đẹp nhé cả nhà, lá vàng óng luôn.
Đơn này chia sẻ cho cả nhà 240, cái số 2 này. Đây, thân dừa rất là đẹp luôn. Chia sẻ cho cả nhà 240 cho đơn số 14, đơn số 15. Đơn này chia sẻ cho cả nhà 170. Một cây này. Và cây số 2 này. Đây. Đơn số 15, đơn cuối cùng nha cả nhà, 170. Hôm nay có 15 đơn để chia sẻ cho cả nhà ai yêu đơn nào thì liên hệ vào số điện thoại 0337781128 hoặc số điện thoại 0332155318 nha cả nhà. Cả nhà nhớ ấn đăng ký kênh và ấn chuông để xem video tiếp theo. Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Cả nhà nhớ xem kỹ từng đơn nhé, cả nhà về chốt nhé. Chào cả nhà.